Làm sao để đạt được những gì bạn muốn trong năm 2021? Mình là Dan Nguyễn, mình đến từ Sky Consulting. Sky Consulting và hôm nay mình sẽ chia sẻ làm sao để bạn đạt được trong năm này 2021. Thì có những cái bài chia sẻ khác ở trước đó thì bạn nên nghe nó, nhưng mà cái này là nó một cái chia sẻ rất là ngắn gọn thôi. Những gì bạn muốn đạt được trong năm này 2021 chuẩn bị tới đây, thì bạn ghi nó xuống, nhìn nó hàng ngày, rõ ràng những thực tập nó, chú tâm vào nó, tập trung vào nó, đúng không? Đừng có làm những cái vớ vẩn khác. Cái thứ hai nữa, cái thứ hai tôi muốn nhắc, bạn nên nói nó với tất cả mọi người bạn biết. Thì lúc mà bạn nói, bạn chia sẻ cái đó với tất cả những người bạn biết á, nó rèn buộc bạn. Bạn phải làm nó, đúng không? Thì giống như vậy này, để cho một cái ví dụ, đúng như là không biết mọi người thì sao, nhưng mà Phương, những cái gì Phương muốn làm á, Phương nói trước, nó rèn buộc Phương. Phương nói Phương sẽ ghi một cuốn sách, chứ người nào Phương gặp Phương nói tôi chuẩn bị ghi một cuốn sách, hay là tôi sẽ quay những cái video này, rồi tôi chia sẻ. Rồi Phương có một cái nữa, Phương nói là ô, tao sẽ trở thành tỷ phú đô la. Phương, cái này là Phương muốn mà, Phương muốn trở thành tỷ phú đô la trong năm 2027. Và để Phương giải thích tại sao, và có những cái mà Phương nói rồi đó, nó đã xảy ra rồi. Thì tại sao Phương cứ nói? Đáng lẽ cái người Trung Quốc thì người ta thường thường là nó là vậy này. Người Trung Quốc á, là người ta là làm trước rồi nói sau, đúng không? Làm trước rồi nói sau, rồi sau đó nó mới nói, nên mình khó xử được. Còn cái thằng Mỹ á, nó nói gì nó làm đó, đúng không? Còn còn cái người Việt Nam mình thì nói này làm nẻo, là nói này và làm nẻo khác, là người khác, nên khó mà kiểm duyệt được. Nhưng để đi lại cái câu nói, tại sao bạn chia sẻ, bạn nên chia sẻ hết tất cả với tất cả mọi người. Phương đã chia sẻ hết tất cả mọi người, ok, cái gì bọn Phương muốn làm thì chia sẻ hết tới sau, tại nó rèn buộc Phương. Nhưng bạn cứ suy nghĩ đi, nếu bạn gặp lại cái người đó bây giờ, bạn chia sẻ những cái này với 10 người khác, xong cái một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm trôi qua, sau bạn gặp lại người đó, rồi người ta sẽ hỏi bạn, ô, cái cuốn sách bạn ghi chưa? Bạn được có cái chuỗi homestay ra lại chưa? Hay là sao rồi? Bạn mua được 30 cái chiếc xe đó chưa? Hay là sao đó? Thì nếu mà bạn chưa làm được á, bạn rất là xấu hổ, nó rèn buộc bạn mà nó xấu hổ. Ô, tao không muốn gặp người này nữa, không muốn gặp người kia nữa, bởi vì tao đã nói mà tao không làm được. Thì nó rèn buộc bạn, thì bạn phải làm bất chấp những cái giá gì, bạn sẽ cố gắng để đạt được, để chi? Vậy bởi vì cái tôi của bạn nó rất là quan trọng, cái tôi nó rất là quan trọng. Bạn nói mà bạn không làm được là bạn mất uy tín rồi, đúng không? Thì bởi vì vậy, thì những năm tới đây, nếu mà cái bạn muốn ngay bây giờ, cho một ví dụ là bạn nhận những cái bạn mà nó cái ký hơi nặng, bạn muốn mất 50 ký hay là 20 ký, 10 ký gì đó không biết, đúng không? Thì bạn nên tung tin lên, bạn có thể tung tin trên mạng xã hội, còn tung tin hết tất cả những người bạn của bạn, cả ngàn người, 200.000 người, đúng không? Là bạn sẽ mất hết 10 ký, hay là sao đó, hay là bạn sẽ đi du lịch nước ngoài, hay là bạn làm gì đó, một cái gì đó, gì đó mà những cái gì bạn muốn xảy ra trong năm 2021, bạn nên chia sẻ nó tới tất cả những người bạn xung quanh bạn, ở dưới mạng và trên mạng, thì nó sẽ rèn buộc bạn.
và nó làm cho bạn có một cái sự đẩy mạnh ly hơn để bạn thành công nó. Bởi vì bạn không làm được là bạn rất là quê, bạn rất là xấu hổ cho cuộc đời, đúng không, với những người đó. Nên bạn nên chia sẻ nó, nên chia sẻ nó chứ không phải là giấu giếm trong người nghe. Giấu giếm người nó không xảy ra. Khoa học chứng tỏ nó đi theo đuổi á, nó tìm duyệt á, là những cái người mà cưới trong sự im lặng, hai người ở chung với nhau và có cưới với nhau, cưới nhau mà chỉ có hai người đó biết thôi, chỉ có hai người đó biết phần cái đám cưới, chỉ có hai người đó thôi, thì cái sự mà tách nhau á nó cao lắm, nó cao hơn những cái người mà lúc mà cưới có 100 người dự, 200 người dự, 500 người dự, bà con dòng họ đều tới hết, đúng không, cháu chắc đồ tới hết, ba ông ngoại bà ngoại tới hết, anh em tới hết, thì bây giờ tách ra hơi khó, nó có sự ren buộc. Bởi vì vậy nên Phương khuyên những gì bạn muốn trong năm 2021 này, bạn nên nói nó ra. Vậy thì cái lời nói của bạn á, không biết bạn có biết hay không, đây này, cái gì mà nó ra nó rất là huyền bí. Ngay bây giờ Phương đang ngồi ở trong một cái căn nhà, là nhà của Phương, và cái căn nhà này nó là một chiếc giày Bosloso cao 15 mét, cao nhất thế giới. Một cái chiếc giày Bosloso cao nhất thế giới. Và cái ý tưởng này Phương nói nó ra một năm trước. Và Phương có nói với một hai người gọi là phóng viên hay là người mà quay phim nói về tin tức rồi vậy đó. Thì người ta lên Đà Lạt, người ta chơi, Phương nói nó ra. Rồi người ta nghĩ Phương là điên khùng. Phương có một người bà chị vợ bà cũng nghĩ Phương là điên khùng nữa. Thằng này nó nói dốc, ai mà đi xây một chiếc giày Bosloso cao 15 mét, cao nhất thế giới, ai làm được? Nhưng ngay bây giờ Phương đang ngồi trong nó, và cái này là cái thương hiệu của nó. Chút nữa Phương cho một cái hình ở trong cái video này để bạn thấy cái chiếc giày này là như thế nào. Nó lại ngoài cho 2 hình, 3 hình, 5 hình luôn cũng được. Nhưng đây, nói nó ra nó sẽ tới. Có những cái trước đây Phương làm bán sale, Phương giúp những cái doanh nghiệp bán mặt hàng, Phương nói nó ra mà trước khi mà những cái hợp đồng nó ký, Phương nói nó ra chưa chắc phần trăm, lúc đó Phương nói cái phần trăm mà người ta sẽ mua cái mặt hàng đó hay là ký cái hợp đồng đó, người ta chưa, Phương không có chắc chắn 100%, chưa chắc chắn 50% nữa, nhưng Phương vẫn nói nó ra và nó xảy ra. Có thể hơi Phương hên thôi, nhưng 2021 bạn nên đồn tin những cái gì bạn ham muốn, nói nó ra mạnh mẽ lên và nói nó ra để dùng cái áp lực đó. Tại mình hứa rồi mình phải làm chứ, hứa là phải làm, đúng không? Con người chuẩn hứa là phải làm, thì nó sẽ đẩy bạn hơn chút xíu. Lúc mà những cái giờ mà bạn mệt mỏi, bạn muốn bỏ cuộc, thì bạn sẽ suy nghĩ với những cái ông này, bà này cười bạn, cái thằng đó nó nói dốc, đúng không? Thì nó sẽ đẩy bạn hơn chút xíu nữa, nó bơm thêm một miếng sức lực nữa để bạn chiến tranh, để đạt được. Rồi sau đó bạn đạt được rồi á, bạn có thể cười. Mà cười, bạn có thể cười. Bạn sẽ được cười, bạn có thể cười. Thôi, mình tên là Nguyễn Đức Phương, có 22 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Mỹ. Năm nay mình 39 tuổi, mình đang sống ở Đà Lạt. Và cái kênh này mình chia sẻ cho những bạn trẻ, những doanh nghiệp, những công ty. Thì ở dưới đấy màn hình nó có cái trang web của mình, ứng vô trang web nó có 22 năm kinh nghiệm. Và mình hào học hàng ngày về quảng cáo, bằng sale, quảng cáo trên mạng và dưới mạng, và bán hàng như thế nào, chăm sóc khách hàng như thế nào, vân vân, về kinh doanh.
thì trong trang này nó Phương chia sẻ nếu được mời Phương mời bạn vô coi cái trang, ok. Và sau khi vô trang thì Phương sẽ tặng cho bạn một cuốn sách, mỗi tháng Phương gửi cho bạn một cuốn sách hoàn toàn miễn phí, trong đó những gì Phương biết bạn đều biết, đơn giản là vậy thôi. Phương chào mọi người, vô trong đó nếu mà có cái gì là Phương nói sai hay là cái gì đó chia sẻ không có hay á, hay là cái nào hay á cũng ghi cho Phương một câu nghe, nhắn cho Phương một câu lên trên Facebook của Phương, nhắn cho Phương một câu, ghi trên YouTube những cái kênh nào Phương cũng đều có hết nha, thì nhắn cho Phương một câu để Phương biết Phương đang đi một cái con đường nó đúng hay là sai để mình Phương chuyển đổi nha. Xin chào mọi người. Chúc mọi người một năm mới phát triển hơn.